quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa đặc biệt to, gió Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.